trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị. Trong năm 2017, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khá cao với tốc độ tăng trưởng 6,7%. Cùng với sự khởi đầu đầy tốt đẹp này, thì thị trường bất động sản Việt Nam năm 2018 hứa hẹn có thêm nhiều điểm sáng mới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một trong những yếu tố thúc đẩy giá trị tăng trưởng của ngành bất động sản. Đó chính là quá trình chuyển giao sáp nhập hay còn gọi là M&A. Có thể nói, những thương vụ chuyển giao sáp nhập với giá trị nhiều triệu đô la đang ngày càng nhiều và sẽ là một trong những xu hướng được nhận định sẽ trở thành tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản năm 2018. Để thấy được những phân tích rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng các bạn đến với chuyên đề xây dựng bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV với chủ đề M&A bất động sản 2018, cơ hội và thách thức. Ngay sau đây là những thông tin đầu tiên. Mời quý vị theo dõi. Tổng kết thị trường bất động sản năm 2017 về các thương vụ M&A, giá trị hoạt động này mang lại cho lĩnh vực này đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Theo nhận định của Saville, năm 2018 tiếp tục sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho thị trường bất động sản từ các thương vụ M&A. Đó chính là các chính sách tiền tệ được Ngân hàng Nhà nước mở rộng trong những tháng cuối năm 2017 và áp dụng qua năm 2018. Với tỷ suất vốn hóa trên thị trường hấp dẫn, ngoài ra trong năm 2018, dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục lạc quan và có khả năng chạm mốc 7,5%. Đây sẽ là cơ hội để thị trường bất động sản chào đón thêm các thương vụ M&A mới. Các nhà đầu tư nước ngoài họ tham gia vào bất động sản Việt Nam, cụ thể là bất động sản nhà ở. Thì các anh chị thấy rằng là nếu các anh chị mà để tinh ý mà để làm tí thì các anh chị thấy là chỉ có một số nhà đầu tư nước ngoài họ ở đây rất là lâu. Ví dụ như là Couple Land hoặc Capital Land thì là họ trực tiếp họ đứng ra họ đầu tư. Nhưng hầu hết các nhà mà đầu tư trong thời gian này chúng ta thấy là họ tham gia ở phân khúc bất động sản là chúng ta tạm gọi là hạng B và hạng C á, thường họ đi chung với các đối tác phát triển bất động sản trong nước. Họ sẽ có những cái điểm rất là thuận tiện nếu mà họ hợp tác với các nhà phát triển bất động sản trong nước. Thứ nhất là về mặt quỹ đất. Cái thứ hai về cái liên quan đến các vấn đề về pháp lý. Và cái vấn đề thứ ba là sự am hiểu của thị trường của các nhà phát triển bất động sản Việt Nam luôn là một cái hỗ trợ tích cực cho các nhà phát triển bất động sản nước ngoài. Hiện nay là chúng tôi thấy rằng là rất là nhiều nhà phát triển nước ngoài họ liên kết với các công ty Việt Nam, họ đã có những cái xúc tiến và những cái hợp tác đã rất là cụ thể. Chính vì vậy cũng sẽ đóng góp vào cái việc nguồn cung của thị trường trong năm 2018. Nếu như trong năm 2017, thị trường chứng kiến các thương vụ đình đám giữa các nhà đầu tư nội và ngoại như Great Group hợp tác cùng An Gia, Mitsubishi và Phúc Khang triển khai dự án bất động sản xanh, Hankyurity và Nissin Nippon Drycross liên kết với Nam Long, Sanjo Home cùng với Tiến Phát đầu tư xây dựng, thì trong năm 2018, thị trường đang kỳ vọng vào các thương vụ khác từ các nhà đầu tư mới. Bởi năm 2018, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ sửa đổi một số điều của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Tất cả những yếu tố trên sẽ là lực hút cho các nhà đầu tư bất động sản nước ngoài tiếp tục xu hướng M&A tại Việt Nam. Bởi vì cái nguồn FDI vô trước mặt, rồi là cái các nguồn vốn về USD của mình ta cũng rất dồi dào. Lúc khủng hoảng ấy, khi các nhà đầu tư họ mua lại các cái tài sản mà có dòng tiền ấy, thì cái tỷ suất lợi nhuận ấy, trên đồng vốn bỏ ra ấy, thì nó dao động vào khoảng từ 10 đến 12%. Nhưng tại thời điểm hiện nay thì tỷ suất lợi nhuận dao động vào khoảng từ 7 đến 8%. Nó sẽ là một cái yếu tố để nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc. Ngoài những yếu tố về chính sách, những yếu tố về thị trường năm 2018 cũng sẽ góp phần vào xu hướng M&A của lĩnh vực bất động sản. Bởi trong năm 2018, nhà nước bắt đầu đẩy mạnh quá trình xử lý nợ xấu tại VAMC và tiến trình thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước. Thêm vào đó, các chủ đầu tư bất động sản đang nắm trong tay lượng lớn các sản phẩm bất động sản tồn đọng qua các thời kỳ. Khi những yếu tố này kết hợp với xu hướng M&A thì phần nào giúp thị trường bất động sản giải tỏa áp lực thanh khoản trên thị trường. Cái bước tiến hết sức là quan trọng. Sang năm 2018 chúng ta sẽ nhìn thấy một số những cái doanh nghiệp có vốn của nhà nước là những cái doanh nghiệp rất nặng ký trong nền kinh tế sẽ được cổ phần hóa. Xu hướng tất yếu của cái thị trường, đặc biệt đối với thị trường bất động sản, nơi mà cần rất là nhiều nguồn vốn. Chúng tôi cũng rất là mừng là năm vừa rồi thì các cái hoạt động nó diễn ra sôi nổi hơn, bởi vì tất cả những cái yếu tố liên quan đến cái tính minh bạch của thị trường nó tốt hơn, có nhiều sản phẩm để chào bán cho các nhà đầu tư nước ngoài, và những cái quy trình cũng như là giấy tờ để hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi thấy là hiện tại đang được các cái bộ ban ngành họ làm đơn giản hóa và tối giản hóa rất là nhiều. Thì tất cả những yếu tố đó khiến cho cái tốc độ mà M&A nó tốt hơn.
Có thể thấy thị trường bất động sản năm 2018 dự báo sẽ tăng trưởng khi đón nhận nhiều dòng vốn. Những chính sách thị trường và chính sách nhà nước sẽ mở ra cơ hội đầu tư tại nhiều phân khúc khác nhau của thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, M&A lĩnh vực bất động sản không những tăng trưởng ở lĩnh vực nhà ở mà nhu cầu còn có thể tăng mạnh trong các phân khúc văn phòng và bán lẻ. Thưa quý vị, mặc dù các chuyên gia đưa ra những lợi thế về các thương vụ M&A đối với ngành bất động sản, tuy nhiên không phải M&A là chiếc đũa thần. Bởi hình thức này luôn kèm theo những thách thức từ nhiều phía, đó là dòng vốn vẫn chủ yếu xuất phát từ các nước ở châu Á, quy định pháp luật chưa rõ ràng gây khó khăn cho nhà đầu tư ngoại và sự vụt mất của những thương hiệu bất động sản lớn của Việt Nam. Để thấy rõ hơn vấn đề này, mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi phóng sự sau. Đây là dự án Waterina Suite ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh do một doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện. Chỉ cách trên hơn 300 mét, dự án này do Capoland, chủ đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện. Cũng trong khu vực này, Palm City cũng do Capoland chủ đầu tư, hứa hẹn là một dự án mới tại Đông Sài Gòn. Các chuyên gia đưa ra một quan điểm đáng chú ý, đó là đa phần các thương hiệu MMA đến từ các nhà đầu tư nước ngoài, thường đến từ các quốc gia ở châu Á, lại tập trung cùng một vị trí. Chính sự thiếu hụt các nhà đầu tư phương Tây khiến thị trường Việt Nam đặt ra dấu chấm hỏi về môi trường đầu tư Việt Nam có bền vững trong năm 2018. Nhà đầu tư nước ngoài đổ ra hai dạng, một là FDI, hai là đầu tư gián tiếp. Thì hiện tại cái vốn nó đổ rất là lớn, đặc biệt là các nhà đầu tư khu vực mà châu Á nói tiếng Hoa và nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc hiện tại đổ vào Việt Nam rất là lớn. Điều này thì tôi nghĩ đó là một cái đúng thôi. Vì bắt đầu nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu tăng trưởng trở lại. Mà nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam thì cho đến thời điểm bây giờ, thị trường Việt Nam vẫn còn hoàn toàn mới so với thị trường. Đa số các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam thì họ sẽ phải tìm kiếm, họ sẽ phải lựa chọn, họ sẽ phải chọn lọc nó kỹ càng hơn. Đôi khi cái thông tin mà họ kiểm chứng, họ cập nhật thì nó chưa có đầy đủ chính xác. Bên cạnh đó thì chính sách của Việt Nam mình mới bắt đầu mở cửa. Thị trường bất động sản của Việt Nam nó đang thu hút những cái người mua là các nhà đầu tư cá nhân từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore. Minh bạch chính sách, hệ thống pháp luật chưa rõ ràng chính là những yếu tố khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài, nhất là các nước phương Tây vốn chưa am hiểu thị trường Việt Nam e ngại khi muốn đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, một thách thức của các thương vụ M&A trong ngành bất động sản đó là sự biến mất của các thương hiệu Việt. Lịch sử ngành đã chứng minh những thương hiệu bất động sản lớn của Việt Nam trước đây như công ty bất động sản Hoàng Ngân, Petropoli, Đông Dương sau khi sáp nhập M&A đã chính thức biến mất khỏi thị trường bất động sản và thay vào đó là những tập đoàn đến từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc và Nhật Bản. Nếu năm 2018 các thương vụ M&A diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư nội yếu thế hay chưa tìm hiểu kỹ thị trường thì nguy cơ biến mất khỏi thị trường bất động sản là điều khó tránh khỏi. Thì cái năm 2018 này theo dự báo của ban tôi cho rằng nó hợp lý là mức tăng trưởng GDP nó khoảng chừng 6,3 đến 6,5%, CPI ở khoảng 4%. Thì như vậy, nhưng mà xét về vĩ mô, chúng ta lo ngại nhất vẫn là cái chúng ta là cán cân thương mại, cái tỷ giá đô la. Của những cái cán cân lớn như là về tỷ giá, về lãi suất, về cán cân thương mại, đặc biệt cũng là một năm ấn tượng về đầu tư và tiêu dùng của chúng ta cũng tăng rất là tích cực. Năm 18 thì thị trường bất động sản vẫn sẽ có xu hướng tăng nhẹ, mặc dù là nguồn cung hiện nay thì đang rất là dồi dào. Thế nhưng mà mức tiêu thụ thì trên toàn thị trường thì vẫn ở mức độ tương đối khả quan. Có điều là do cái nguồn cung nó khá lớn, vì vậy cho nên là cái sức hấp thụ trên từng dự án nó sẽ bị chia nhỏ ra. Nhưng mà cái xu hướng mà người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam cũng sẽ gia tăng thêm cái cầu. 2018 là chúng ta đã chính thức gia nhập WTO với đầy đủ tất cả các cái cam kết về các cái điều khoản về thương mại và tự do mậu dịch. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm một cái nguồn cầu. Bên cạnh đó, năng lực quản trị doanh nghiệp bao gồm con người, kỹ thuật, tài chính cũng là những thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp nội khi muốn hợp tác cùng doanh nghiệp ngoại. Thực tế, nhiều thương vụ M&A cho thấy khi nhà đầu tư ngoại lớn hơn doanh nghiệp nội nhiều lần về vốn chính là con đường ngắn nhất bị mất thương hiệu. Bước đi của các nhà đầu tư ngoại là họ cần thị trường của doanh nghiệp nội chứ không phải bản thân doanh nghiệp đó. Trong khi đó, doanh nghiệp nội lại cần vốn của doanh nghiệp ngoại để mở rộng quy mô mà quên đi phân khúc thị trường mình đang sở hữu. Sự sơ hở này đã là nhiều bài học cho các doanh nghiệp khi bước chân vào con đường hội nhập. Bởi vậy, chiến lược khác nhau và cách nhìn nhận khác nhau có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn cũng rất khác nhau.
Thưa quý vị, hoạt động M&A luôn theo xu hướng các bên cùng có lợi, trong khi doanh nghiệp nội cần vốn và kỹ thuật của đối tác ngoại, trong khi đó các nhà đầu tư ngoại lại cần tỷ lệ thâm nhập thị trường nội. Tuy nhiên, trước những thách thức về tính pháp lý, nhìn nhận của thị trường khiến cho hoạt động M&A ngành bất động sản gặp nhiều khó khăn. Vậy những giải pháp nào đưa ra để hình thức này phát triển bền vững, mang lại giá trị cao nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước? Mời quý vị đến với những ghi nhận sau của chúng tôi. Nay thì mình phải hiểu mình và phải hiểu cái đối tác của mình. Ví dụ mình hiểu mình là mình hiểu về điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì, giá trị của mình là như gì, thì cái đó tạo ra cái khả năng đàm phán tốt hơn trên khi mà cái thương trường đàm phán với đối tác. Và ngoài ra mình cũng phải hiểu đối tác là một cái công ty như thế nào, họ là quỹ đầu tư hay là công ty đa quốc gia hoặc là công ty thuộc về nhà nước. Doanh nghiệp Việt Nam cũng phải nên chuẩn bị về cái nội lực của mình, về cái độ máy nhân sự, cái hệ thống quản lý. Nhà nước, chính phủ cũng đã chuẩn bị những cái luật mới, đặc biệt là những cái đạo luật về các cái khu kinh tế đặc biệt, hoặc là có những cái luật mới về tạo ra những cái điều kiện thông thoáng hơn, cũng như là sự cạnh tranh sòng phẳng giữa các cái thành phần kinh tế khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những yếu tố này tạo nên một cái nền kinh tế tư nhân phát triển năng động, và đây sẽ tạo cơ sở cho cái mối quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như là mối quan tâm của các cái doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia tích cực hơn vào cái thị trường M&A sắp tới. Trong năm 2016, chúng ta cũng đã chứng kiến một số những cái thương vụ lớn giữa các doanh nghiệp trong nước, và tôi hy vọng là trong năm 2017 này điều này sẽ được tiếp tục, bởi vì các doanh nghiệp trong nước bây giờ cũng đã có những cái tiềm năng rất lớn và họ cũng đã tham gia rất tích cực vào thị trường M&A, không chỉ có là bên bán mà kể cả là bên mua. Trường bất động sản của Việt Nam của chúng ta đang từng bước nó phát triển một cách lành mạnh, và đặc biệt là sức khỏe của tài chính trong những năm vừa qua. Thì chúng ta thấy là năm 2015, 16, 17 là 3 năm liên tiếp thị trường bất động sản Việt Nam đã chứng kiến cái sự hồi phục một cách rõ rệt. Thì như vậy thì với cái sự phát triển của một cách lành mạnh của bất động sản Việt Nam, thì các nhà đầu tư nước ngoài họ cảm thấy nó vững tin hơn với để việc mà mua bán và sáp nhập hoặc là liên kết với cái nhà phát triển bất động sản trong nước. Đồng thời thì chúng ta thấy là tăng trưởng GDP của chúng ta của năm 2017 nó được 68% so với chúng ta là trước đây chúng ta cảm thấy nó vượt hơn, và những cái tác động tích cực của nền kinh tế thế giới nữa. Thì tôi cho rằng đối với một cái đất nước mà dân số khoảng 100 triệu dân, bất động sản nhà ở, bất động sản thương mại luôn là câu chuyện là làm cho các nhà đầu tư luôn để đặt trên bản đồ đầu tư của họ. Tôi cho rằng là chúng ta cố gắng phấn đấu có được những cái nhịp tăng trưởng tốt như là năm 2017 và kiểm soát được lạm phát dưới cái mức bình quân 4% cũng đã là một thành công lớn với Việt Nam chúng ta. Những ý kiến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem lại, quý vị có thể vào website vitv.vn hoặc là Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên đề sau.